Mến chào quý khán giả đang đến với chuyên mục chuyển đổi số hôm nay với chủ đề Xã Tân Bình đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Thưa quý vị, chuyển đổi số cấp xã là chủ trương đúng đắn của chính phủ giúp thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã, góp phần nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo điều hành. Hiện nay, các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh đã chủ động vào cuộc, nỗ lực thực hiện chuyển đổi số. Không nằm ngoài cuộc đua chuyển đổi số, xã Tân Bình đã chủ động vào cuộc, bắt tay vào làm những việc nhỏ nhất, khắc phục những khó khăn về hạ tầng, nhân lực. Chuyển đổi số từ cấp xã đang tạo ra những thay đổi bước đầu trong nhận thức, xử lý công việc cho người dân. Cấp ủy chính quyền địa phương xã Tân Bình xem nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định quan điểm người dân là trung tâm của chuyển đổi số. Đơn vị đã tập trung quán triệt và triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cũng đã xây dựng ban hành các văn bản để triển khai chuyển đổi số trên địa bàn, đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số, thành lập tổ công nghệ số cộng đồng xã và 4 ấp. Ban chỉ đạo cũng đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của địa phương hàng năm và định hướng đến năm 2025, đưa ra các mục tiêu, giải pháp và lộ trình cụ thể chuyển đổi số. Đồng thời đã cử cán bộ công chức tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng tập huấn về công tác chuyển đổi số, như tập huấn xử lý văn bản trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã cũng đã hoàn thành khóa học về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo cấp xã trên nền tảng trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Với công tác chuyển đổi số thì cán bộ công chức xã được thành phố quan tâm mở cái lớp tập huấn về công tác chuyển đổi số. Qua cái lớp tập huấn đó, cán bộ công chức được nâng cao lên, hiểu được về công tác chuyển đổi số, như là những cái thủ tục hành chính nó liên quan đến công tác chuyển đổi số, nó giúp người dân thuận tiện hơn trong những cái công việc, ví dụ như là tạo tài khoản dịch vụ công, rồi nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và chữ ký số đối người dân. Và hiện tại cũng đang liên thông hai thủ tục, đó là khai sinh khai tử, giúp cho người dân nó thuận lợi hơn trong cái việc mà nộp hồ sơ đối với những thủ tục hành chính cấp xã. Thời gian qua, xã Tân Bình thực hiện tốt cơ chế một cửa, góp phần làm thay đổi nhận thức, phong cách làm việc của cán bộ công chức nói chung và cán bộ công chức làm việc trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính nói riêng. Hiệu quả ban đầu cho thấy người dân đã hài lòng với phong cách làm việc nhanh nhẹn của cán bộ. Định kỳ hàng quý tổ chức họp bộ phận một cửa để các chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất kiến nghị, đồng thời triển khai các văn bản của tỉnh và thành phố. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ công chức thực hiện tuân thủ nội quy quy chế cơ quan, quy chế văn hóa công sở. Thủ tục hành chính được công khai rõ ràng đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân, đã thực hiện niêm yết 12 lĩnh vực với 130 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. Thủ tục hành chính được cập nhật niêm yết thường xuyên nơi thông thoáng, dễ nhìn, mỗi lĩnh vực đều có danh mục để tiện theo dõi, tìm hiểu. Thực hiện có hiệu quả các phần mềm dịch vụ công quốc gia, một cửa điện tử, hộp không giấy, phần mềm văn phòng điện tử e-office, phần mềm tư pháp hộ tịch và phần mềm số hóa quản lý địa bàn dân cư. Duy trì hệ thống ISO 9001-2015, triển khai chữ ký số theo quy định. Xã Tân Bình đã đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân. Cán bộ xã đều có máy tính kết nối mạng để phục vụ công tác. Ủy ban nhân dân thực hiện chữ ký số. 100% văn bản đi đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng. 100% cán bộ công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc. Để hỗ trợ người dân một cách tốt nhất trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định hiện nay, Ủy ban nhân xã đã bố trí thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Hiện nay, nộp hồ sơ liên thông đối với thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử. Tôi đã tiếp cận được cái dịch vụ công này. Tôi thấy rất là tiện lợi. Nói chung là tất cả những chứng từ hay là thông tin gì cá nhân đều qua ở trên đó hết, rất là dễ tra, dễ tìm và dễ làm việc. Thái độ các anh chị đây rất là nhiệt tình, tư vấn cụ thể, hỗ trợ hết mình.
Ngoài ra, công chức bộ phận một cửa cũng hỗ trợ người dân khi có nhiều công dân đến giao dịch mà thành viên tổ công nghệ số hỗ trợ chưa kịp. Thường xuyên phối hợp cùng công an phụ trách ấp, cảnh sát khu vực đi tuyên truyền hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công, cài đặt định danh điện tử mức độ 1. Hầu hết các ban ngành chuyên môn đã ý thức hơn với vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Hệ thống mạng Internet phát huy tác dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận văn bản, trao đổi thông tin giữa đơn vị với ngành cấp trên. Hiện nay, đa số các cán bộ công chức đã quen dần và thực hiện đảm bảo quy trình đúng quy định. Chỉ số cải cách hành chính được tăng dần được thể hiện qua kết quả công bố hàng tháng trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban dân thành phố, Ủy ban dân xã về công tác cải cách hành chính, chính quyền điện tử trong thời gian qua, đảm bảo kịp thời toàn diện đầy đủ các nội dung theo quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương. Được biết, 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính của địa phương được ngành cấp trên đánh giá xếp loại tốt nhưng ở thứ hạng cao, tổng điểm đánh giá khoảng 81 điểm. Đối với hoạt động của Ban chỉ đạo đề án 06, đến nay, tổ đã triển khai thực hiện cấp căn cước công dân đạt tỷ lệ 100%, cài đặt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 đạt tỷ lệ trên 70%, là một trong những xã đạt tỷ lệ cao trong việc hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 của thành phố, được cấp trên biểu dương khen thưởng. Ngoài những kết quả tích cực, việc thực hiện chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính của xã hiện nay cũng còn một số khó khăn nhất định. Tại địa phương thì nhìn chung thì người dân chủ yếu là sống bằng nông nghiệp, đời sống là nông dân, trồng trọt nông nghiệp là chủ yếu. Nên cái việc mà tiếp cận với cái dịch vụ công thì nó cũng còn gặp nhiều khó khăn. Người dân còn lúng túng, chưa có thực hiện được. Một số thì có thể nộp hồ sơ thì người ta nộp không đúng thành phần hồ sơ hoặc là không đủ hồ sơ. Nó cũng gây khó khăn cho cái cán bộ mà tiếp nhận. Tự nhiên nó không đủ thì mình phải trả trên hệ thống. Trên hệ thống thì chỉ báo là trả hồ sơ cho người dân, thì chỉ báo là hồ sơ của ông bà bị thiếu cần bổ sung. Nhưng mà nội dung thì không có rõ về bổ sung những cái vấn đề nào hay là nội dung gì hay là những tờ khai giấy tờ gì. Cái điều này nó cũng gây khó khăn cho người dân. Đa số các thành viên tổ công nghệ số là kiêm nhiệm, việc sắp xếp thời gian công việc tham gia trực hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến nên đôi lúc chưa đảm bảo, nguyên nhân do khối lượng công việc của ngành nhiều, bận lịch hợp. Phần mềm số hóa thường chậm và hay bị lỗi. Thủ tục khen thưởng cấp xã khi nhập trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia xong, chuyển qua tiếp nhận thì không thấy hiển thị hồ sơ đã gửi. Việc chứng thực bản sao điện tử, thanh toán trực tuyến còn hạn chế. Thời gian tới thì Ủy ban dân xã Tân Bình là tiếp tục chỉ đạo các công chức bộ phận một cửa tham mưu Ủy ban dân xã thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hồ sơ là trên môi trường điện tử, đảm bảo là đầy đủ cái thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ theo quy định, thực hiện là đúng cái quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, rồi thực hiện cái số hóa hồ sơ đầu vào và kết quả thủ tục hành chính theo đúng cái thông tư 01/2023 của Chính phủ. Đặc biệt là quan tâm đến các nhóm chỉ số như là chỉ số về số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Đồng thời là quan tâm đến cái chỉ số là tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, rồi nâng cao cái số lượng là chứng thực bản sao điện tử theo cái chỉ tiêu mà cấp trên giao. Đó, triển khai ứng dụng và giải quyết cái thủ tục hành chính đối với hai nhóm thủ tục liên thông liên quan đến là khai sanh với khai tử theo quy định. Ngoài ra, chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu Ủy ban dân xã tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, quan tâm đến cổng thông tin điện tử, đưa các tin bài hoạt động của địa phương lên cổng thông tin kịp thời và tuyên truyền trên nhóm Zalo OA của địa phương. Phấn đấu cuối năm, đơn vị được ngành cấp trên đánh giá xếp loại tốt trong cải cách hành chính, triển khai các nhiệm vụ của tổ công nghệ số cộng đồng xã ấp, từng bước đưa hoạt động của tổ công nghệ số hoạt động có hiệu quả hơn. Thưa quý vị, chuyển đổi số cấp xã giúp thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, xóa đi ranh giới giữa người dân ở hai khu vực và thực hiện đúng quan điểm, lấy người dân làm trung tâm, theo định hướng của kế hoạch chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, chuyển đổi số cấp xã là một quá trình lâu dài để thay đổi từ tư duy, nhận thức của cả người dân và đội ngũ cán bộ, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả người dân và chính quyền để công cuộc chuyển đổi số đạt được hiệu quả tối ưu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chuyển đổi số kỳ này.
chương mục chuyển đổi số được phát sóng lúc 16 giờ 50 phút thứ hai, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.